đang hot xanh này, đang hot đúng rồi. Bức cái con này cả hai bức đều, chỗ này đều đang dính dày quá, đang dày phía này cũng dày quá, chia đó, chia này. Oro, chỗ này lại thấy mấy cái Oro quê quá, không biết gọi là gì mà vùng em ở một số đa số các vùng mà em biết được gọi là cái Oro, họ là suối chưa trồng bờ rào, nó lá nó gầy gầy, lá nó gầy gầy. Cái này làm cái làng cái tàn thiên nhiên được, tàn thiên nhiên trồng khác thì trồng rào đâu, nhưng mà nhìn là cái chậu khác ngay. Này cây của chú đâu? À, nghệ thuật đấy. Dưới hay đấy. Bạn là mini bonsai. Vâng. Nghệ thuật đấy. Anh trả 7 triệu mà không thèm tiếp đây. À đây à, cây này gì? Không, cây kìa. Cây này là cây đẹp nhất. À, ôi to quá khó. Quả nhà ai có chỗ để đâu. Mà con nó trực quá. Vâng. Sự trực quả đeo. Được. Quả đeo. Bể thì nó hơi đơn sơ, nó ấy quá, nó chưa bệt. Đấy, quả đeo. Đấy, hôm nay ông phải làm con này. Đúng rồi. Đang tiên. Ôi. Đang tiên cá ấy. Rồi, đấy ông nhìn thấy tôi nhầm mấy con ở nhà. Đấy. Con này không mà. Nhưng mà hình như không mặc tiên, không mặc quần. Tiên cá này này. Tiên này, quỳ này. Tiên cá không không mặc quần đâu. Đấy. Không có con thứ hai nữa. Chơi cái trò này làm sao có con thứ hai được. Vâng. Sao chỉ mới mất cơ chứ. Nhìn hàng toàn khai thác đấy. Rừng đấy. Tự nhiên đấy. Đang phải chở luôn. Tay quỳ luôn. Quái luôn. Quái và quái tự nhiên. Cho lên xe và chở vào tiệm này. Em không vào đâu. Đây, đây. Đây. Thấy chưa? Độc lạ, ông nhìn thấy cây này bây giờ chưa? Ông ấy cũng khoái độc lạ nhỉ. Ông toàn chơi đồ độc lạ thôi. Nào thích chưa nào? Ôi trời ơi nào. Đồng bay xuống ông nhìn đúng một đồng nuôi đây. Ông phải ra kia mới nhìn tổng thể được. Rồi nhìn cái lá, thấy nhìn đục nhá. Cái gì đây? Đấy mới là cái độc lạ chứ không biết rồi. Anh em nhập này nhập. Thế nào? Đâu anh? Sang sang tên rồi. Quá nhiều người. Đấy, cụ rùa. Cụ rùa. Chắc sang tên rồi. Giao dịch xong rồi phải. Đỉnh quá. Độc lạ. Ông cha ơi. Đạt tiên cá. Đấy ngắm đi. Xe đây. Xe ngà.
có đâu. kích độc đấy. Độc quá là mày. Độc quá là nó này ấy. Kịch độc. Đấy. Kịch độc. Hoạt động cả. Đây con chơi nặng trên cá này đấy. Đẹp đấy. Nhưng mà là đang tắm mà không mặc quần áo đâu. Rồi không mặc quần áo đấy. Không mặc quần áo. Chân quỳ đây này, tắm biển đây này, tay này. Đấy. Độc công. Bắt đầu ngồi xuống múc nước rồi đấy. Ngồi xuống nước rồi đấy. Qua thôi. Tay này đang múc nước à? Đấy, tay này đang múc nước. Rồi, ôi. Chè khéo thế. Chè quá khéo luôn. Không nhìn thấy gì. Nhìn sướng thật. Cái đùi kia nó co lên chè khéo thế. Ôi. Kiểu như thiếu nữ bên Hoa Huệ ấy nhỉ. Quá độc. Này là buộc cái tóc. Mấy cái dễ buộc cái tóc luôn. Ôi giời. Quá đẹp luôn. Tuyệt vời. Đây là đầu gối đây, tay đây quỳ xuống. Chè độc cả. Chè khéo quá. Căn bản nó phải chết ở chỗ nào mới khó được. Cái thôi. Này bố treo bên kia, bên kia cây, bên này quá đẹp, cân đối với cây ấy. Quá đẹp luôn. Sừng cá. Con này độc. Chứ còn nếu không độc không mời bố. Dạ, thích hàng độc. Vâng, rồi con này về rú hết đi treo mà. Quá hợp lý, tuyệt vời luôn. Quá sướng luôn, đẳng cấp. Đây trong hang đầu ra, rú hết đi để bé thôi. Cho hang thật nhỏ, máy mỏng, dính. Ôi. Nhưng mà ấy. Đẹp quá rồi. Để... Tay đây, đầu gối đây, nằm xuống. Để nằm trong thả nước cho nó giống như đang tắm được. Như một tiên cá luôn. Đặt vào hang thì đẹp. Đấy. Chậm. Cây nào khó được như cây này đâu, không có đâu. Cây hôm trước đã quý rồi, những cây này lại còn quý hơn cây hôm trước. Cây hôm trước nó nhỏ, cây nó nhỏ nó tia ấn, nó xếp. Cây nó này đánh. Cũng nhỏ luôn. Đi về lại. Cây này rú hết, mỏng tanh, thì còn hết lắm người. Đẹp luôn. Hồi xưa các chú ở bên bên anh biết rồi đấy, anh đấy. Biết rồi. Tán hay lắm, cũng có thế thật nhưng mà tán hay lắm. Ồ, còn biển rất ghê rồi. Xem cụ có mua không? Xem cụ có thích không? Mới kia ở đây, kia bao giờ? Đây một tay đây, một tay chống bên này. Cân rồi gối quỳ đây, tay này này. Đấy, chưa tuổi nó đâu. À, quá độc luôn. Đừng cười. Thằng em này nó bên trên này. Nó đang quay. Vâng. Đang mày đi đây suốt ngày ở đây. Qua đó trên trường quỷ. Vâng. Không qua đó trên trường quỷ suốt. Qua lại không mang con này đi không ạ? Hết lâu rồi. Qua em bán trên bưởi hết. Qua thế là chúng tôi không lên. Em anh qua điện cho bác. Qua thế là chắc bác phải xa. Ờ. Trên chợ bưởi nó hơi vất vả hơn ở đây. Lên chợ bưởi của bác đấy, từ đấy lên đến hơi xa, nó phải hơn ở đấy. Không ăn hết rồi. Hôm nay tôi đi trên bưởi một hai con. Dạ đây à. Một con chung. Chung ra bay. Mới quá đẹp. Lá nhỏ, tầm ok. Giá hoàn. Cái này nhiều tiền rồi. Đẹp quá. À, không lên được.
đá nhỏ tí thích nhỉ. Bao tiền đây? Quá đẹp, quá nghệ thuật. Không có cây thứ hai. Vâng. Làm trong xéo tận quyền. Này cho đi triển lãm được rồi. Đấy, đùa. Đùa cây này. Này, này.